Trước đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng là U23 Guam, đội chủ nhà U23 Việt Nam tỏ ra bế tắc trong hiệp 1. Đội quân của huấn luyện viên Chu Xie chỉ có được một bàn thắng sau 45 phút đầu tiên, cùng với đó là nhiều pha xử lý bóng lỗi. Tuy vậy, sang hiệp 2, U23 Việt Nam đã ghi tới 5 bàn vào lưới đối thủ để có được thắng lợi 6-0 chung cuộc. Sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Xie cho biết ông đã có điều chỉnh chiến thuật phù hợp để giúp U23 Việt Nam khai thác triệt để điểm yếu của đối phương. Vai trò của tôi là huấn luyện viên nên tất nhiên luôn muốn tìm cách chiến thắng, đặc biệt là thông qua cách thức vận hành. Trong hiệp 1, tôi thấy đội thiếu cân bằng ở vị trí hậu vệ phải. Vì thế, ngay 10 phút tôi đã yêu cầu Hồ Văn Cường khởi động. Đến hiệp 2 khi Cường vào sân, cậu ấy đã giúp U23 Việt Nam có được nhiều lợi thế. Tôi đánh giá U23 Guam yếu ở hai biên nên đã yêu cầu U23 Việt Nam khoét vào đó. Ở biên trái, khi Minh Trọng và Văn Khang vào sân, họ cũng tạo nên rất nhiều tình huống nguy hiểm. Huấn luyện viên Chu Xie nói thêm, tôi tin chiến thắng này sẽ giúp đội mình tự tin hơn. Bước sang trận 2, các cầu thủ sẽ làm tốt hơn, hiệu quả hơn với những cơ hội trước khung thành. Tôi sẽ có thực hiện một vài tinh chỉnh nhỏ cho U23 Việt Nam. Toàn đội đã chơi quyết tâm, giữ tinh thần trong trận đấu. Chúng ta cố gắng chiến thắng đúng với những gì đã tập luyện. Hôm nay U23 Việt Nam đã kiên trì để đưa ra pha xử lý phù hợp nhất. Tôi tin chắc chắn có chỉ trích vì toàn đội có thể ghi nhiều bàn hơn. Tôi hoàn toàn đồng ý. Với số cơ hội tạo ra, chúng ta có thể có thêm 3-4 bàn nữa. Nếu tỉnh táo hơn thì họ có thể làm tốt hơn. Với thắng lợi này, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2024. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Chu Xie sẽ chạm trán U23 Yemen. Đội cũng có được 3 điểm khi hạ U23 Singapore 3-0 ở trận ra quân. Đánh giá về cuộc đấu này, huấn luyện viên Chu Xie cho biết. Về đối thủ Yemen, tôi sẽ quan sát và đánh giá thêm. Tôi biết họ đã chiến thắng 3-0 và trận đấu sắp tới sẽ mang tính bản lề khi đội nào thắng sẽ cầm vé đi tiếp. Ông Chu Xie kết lại, với U23 Việt Nam, cá nhân tôi không có cầu thủ nào chắc suất cả. Sự lựa chọn cuối cùng dựa trên phong độ thời điểm đó. U23 tôi có 80 cầu thủ, tôi tin họ đáp ứng cơ bản về chiến thuật. Hôm nay, họ có thể là lựa chọn tốt nhất. Hôm nay đó có thể là lựa chọn đúng, nhưng tương lai chưa chắc như vậy. Tôi muốn liên tục bồi đắp cho các cấp độ đội tuyển,